nghe theo lời mẹ dạy. Chúng con sẽ cố gắng sống theo gương mẹ trong sự vâng phục, tín thác vào Thiên Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân trong yêu thương âm thầm và khiêm tốn. Lạy mẹ Maria, xin mẹ chúc lành cho những ước muốn của chúng con và đồng hành nâng đỡ chúng con để từng người, từng gia đình trong giáo khu, giáo xứ chúng con trở thành những chứng nhân tin mừng như muối, như men, như đuốc sáng giữa cuộc đời trần thế hôm nay. Chúng con sẽ cùng tiến bước trong sự hiệp nhất, yêu thương, phục vụ nhờ có mẹ đồng hành bên chúng con. Amen. Bắt đầu xuống kinh, rồi đọc kinh Tin Kịch Mến, rồi đọc kinh Ngày Chúa Nhật Hôm Nay. Sau kinh đó xin hát một bài, cũng như ông Nhâm Si vừa nói đó, chúng ta bước theo mẹ Maria trong cuộc đời hành trình của chúng ta, đời sống của chúng ta trần gian này, gương mẫu nhất và là một gương mẫu để cho nhân loại được hòa bình. Chỉ có mẹ, ngoài ra không có ai mà mẹ. Mẹ thương giúp chúng con. Cách đây đất nước Việt Nam chúng con đã là trung tâm La Vang, là một lòng thương xót của Chúa qua mẹ thực hành con cái của đất nước Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng con tin rằng mẹ luôn luôn đồng hành với chúng con. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị rước, trống, kèn. Và tôi cũng đại diện cho giáo hội, đại diện cho cha, cho đồng tất cả trong giáo xứ. Xin Chúa trả công bồi hầu cho khu đông này. Từ 2 giờ chiều cho đến giờ này, tôi thấy các ngài khao khát lòng yêu mến sùng mộ Đức Mẹ. Tôi ở trong nhà tôi thấy tôi không ngủ nữa mà tôi chỉ ngồi tôi nghe đấy. Nhưng mà nó rất tuần tự tất cả những giờ thánh, những kinh đọc và những tâm tình nói với Đức Mẹ, chắc rằng Đức Mẹ rất hài lòng. Tôi xin cảm ơn khu đông đã hết khả năng của mình phục vụ cho Đức Mẹ, cho Chúa để làm sáng danh Chúa. Cách riêng tôi cảm ơn ông bà, ông chuẩn đã hy sinh, không những ông bà mà con cái đã ít người còn phục vụ trong từ cái hôm nay cho đến giờ này là hết khả năng. Tôi nghĩ rằng chỉ có Chúa và Đức Mẹ biết. Con cái từ miền Nam nghe thấy bố mẹ cho biết là Đức Mẹ rước về nhà mình, cho nên không tiếc công tiếc sức đã trở về cộng tác với bố mẹ, cộng tác với giáo khu và cộng tác với giáo xứ là hết mình. Tôi nghĩ đây là một hồng ân đặc biệt mà không ai nghĩ được. Chỉ có Chúa Thánh Thần tác động gia đình ông bà, ông chuẩn và con cái, họ hàng, anh em phục vụ mấy hôm từ hôm qua nay rất là mệt mỏi. Tiếc rằng xin mẹ nâng đỡ cái đại diện cho giáo xứ. Hết lòng cảm ơn ông bà nhé. Xin Chúa trả công bồi hồi cho ông bà và dòng họ ông bà cũng như trong khu được bình an hồn sắc. Chúng ta hồn rào hoa tay. Giờ đây chúng ta hướng đến Đức Mẹ để chuẩn bị đọc kinh. Xin mời mở quản sấm kinh. Được lên thiên đàng sẽ thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng. Đã phán hứa trở ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng, hết thức, trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Thứ ba người sống là ơi khỏi 40 ngày lên trời đủ 10 ngày
lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ và hội thánh mới lập. Ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được, mà đến ngày tận thế người ta sẽ sống lại mà chiều phán xét kẻ lành lên thiên đàng hương phúc đời đời, kẻ giữ xa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, không phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều hội thánh và làm những việc lành phúc đức mình Thánh Chúa cùng phép giải tội là ba phép cần kiếm hơn cho chúng con được rồi. Ơi vậy chúng con hẳn phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên cùng tiến thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này thì mới được hương phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp an. Và bạn đến chương trình 11 tiếp tục đoàn nữ xin kính mời mọi người và các bạn thành đoàn hồi bám sát chương trình nữ của mình để sắp xếp đoàn nước thành hàng đôi. Mong tất cả các ai không trong phần việc xin vui lòng về tất cả các lãng hoa từ cơ sở của gia đình để đi cùng với đoàn nước đi trước nhiều nước nhẹ. Bây giờ đây tôi xin kính mời toàn thể mọi người và các bạn thành đoàn hồi chúng ta thành lập đoàn nước để đoàn nước được bắt đầu. Thank you.
người quá. Thank you.
ăn đến trong nhà Chúa rồi. Bây giờ chúng ta ăn học kinh lễ này bắt đầu tiếp về thần lễ luôn. Xin cộng đoàn và tất cả cộng đoàn chúng ta rất mừng cho thảo hát tay nữa rất là xa. Lạy Chúa. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!